Hello anh em, lại là em Thiện đây. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết rồi anh em nha. À, Tết thì vẫn còn xuân. Thì xuân thì em vẫn chia sẻ giá lọc lá đầu năm cho anh em mình nha. Thì hôm nay có những cây bình dân cũng có và cây viết tầm trung cũng có luôn anh em. Rồi mà anh em lắng xem nha. Cây đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây Blue Star, là phiên bản 2 của Susan, hay còn gọi là phiên bản nâng cấp hơn là của cây Susan. Hoa bông to, chớp sâu. Đó, cái mặt hoa thì em có để trên màn ảnh nhỏ cho anh em mình cùng thấy nha. Thì cái cây Blue Star này là tầm 12 cent, đang sưng một cái mầm rồi anh em. Đó, Blue Star 12 cent, đang sưng cái mầm. Thì xu hướng bây giờ là anh em thích chơi những cái dòng hoa to và chớp sâu. Đó, những cái đó là xu hướng mà sắp tới là anh em sẽ chơi, với giống như cây Burana nè. Dòng Burana là lúc nào bông cũng to và bầu, thì Susan nó cũng vậy. Nhưng mà cây Susan thì nó giống như là đại trà rồi, anh em có rất là nhiều. Nhưng mà những cây Blue Star này nè, nó là dòng Susan nhưng mà nó là nở sâu, dạng sổ sâu á. Nó là một cái bông to và chớp sâu, đẹp hơn, sáng hơn. Rồi cái chậu Blue Star này thì em Út sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 269 nha. 268 đi. Đó, 268 cho có cộng Blue Star 11 tầm 12 sen, cây rất là khỏe luôn. Đó. Cái dòng này thì em tách cái đường tháng rồi, em trồng ổn định đường tháng rồi. Đó thì trước Tết á thì em nên rảnh là bắt đầu em tách ra em trồng để sau Tết có cái mà chia sẻ cho anh em. Rồi, cây thứ hai cũng là cây đặc biệt luôn em, cây rồng lửa Long Xuyên. Đó, mặt hoa này tông là tông đỏ nghe, tông vàng đỏ luôn. Và rồng lửa Long Xuyên này là khoảng tầm 13 cm đây, và đang sưng cái mầm rồi. Đó, đang sưng cái mầm, để đi thì quá đã luôn. Chê luôn đó. Sưng cái mầm rồi. Rồi, cái chậu rồng lửa Long Xuyên này em muốn sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 279. Thằng này là 268 thì thằng này là 279 cho cái cọng rồng lửa Long Xuyên, mà kho rất là đẹp luôn. Hiện tại những cái dòng đây là thị trường rất là ít. Susan hoặc là cây hồng sắc pháo đỏ tím thì nhiều, giá nó rẻ. Còn những dòng này thì giá nó tầm 300 là anh em có một cọng để chơi rồi. Rồi, không để anh em phải đợi lâu, cây viết của ngày hôm nay đó là cây huyết long này thì cái cọng tơ này là 13 cm, còn rễ đây anh em coi đó, anh em thấy rễ chưa, tầm luôn, cây rất là khỏe đây, gần bằng ngón út của em. Cây huyết long hiện tại bây giờ là đang có xu hướng là anh em đi săn lùng rất là nhiều anh em nha. Đó, nghe cái tên của năm nay là nghe từ cứ coi cây nào mà có từ long với rồng là coi như là giá đang là được rất là nhiều anh em săn đón. Thì hiện tại là những cây này bữa giờ anh em hỏi em rất là nhiều. À, thì hôm nay em sẽ lên một cái cây giá nó rẻ rẻ, vừa túi tiền cho anh em mình sưu tầm, cây huyết long. Thì cái cọng này hôm nay em lúc chia sẻ rẻ thôi, 579, chỉ có 579 thôi anh em có mỗi cọng huyết long gần 13 cm, rễ tùm, cọng tơ zin chưa khai thác, này là cọng tơ luôn. Đó, 579, siêu rẻ luôn anh em nha. Bữa giờ nó lùm xùm là anh em cứ năm nay là cứ năm thìn là bắt đầu là cứ huyết long rồi, thiên long rồi, lửa rồng, trời quá trời luôn. Rồi, cây thứ tư em muốn chia sẻ cho anh em đó là cái cây CR4 đang ngủ luôn, cây cọng tơ, cây rất là khỏe đây nè. CR4, một hoa chớp thuận, hoa rất là đẹp, bông to. Cây này là khoảng tầm 32 cm, đang nụ luôn nè. Đó anh em xem, đang nụ luôn, cây CR4. Rồi, cây này thì em muốn chia sẻ rẻ rẻ cho anh em mình, giá là 279 cho cộng CR4. Những cái đơn nào mà trên 200 thì em luôn bao ship cho anh em, những cái đơn nào mà dưới 200 thì em không bao ship. Đó là cái gọi là tiêu chí ở vườn em rồi, cứ đơn nào trên 200 là em bao ship cho anh em. À, cọng này là 32 cm 33 cm nè. À, giá có 200 mấy thôi là anh em có một cọng chớp rồi. Cái hồi cách đây 4-5 năm em mua mỗi cọng cỡ này gần 15 triệu.
đó, hồi đó là lăng chớp nó chưa sốt, mới chơi tập tò vài chỗ thôi, thì em mua những cái giống đủ loại này về chơi. Giờ thì nó nhiều quá thì nó rẻ, nhưng những anh em sau này họ mua họ rất là sướng, chỉ cần bỏ ra 200 mấy, gần 300 là có một cái cọng CR4 để sưu tầm rồi. Đây, cây cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay đó là cái cây No Name Thuận. No Name Thuận thì cọng này là 16 cm đó, 16 cm đây, No Name Thuận đây, rẽ đi là chằng chịt đó, rẽ đi nè, rất là ok luôn, cọng tơ hết, rất là khỏe, cây rẽ đi nè. Này thì No Name nó có hai loại anh em nghe, No Name nghịch và No Name Thuận. Thì cái dòng No Name nghịch á, hiện đại trà rồi, chỉ có thằng Thuận này là ít lắm, nó cũng giống như là không có nhiều để anh em mình sưu tầm. Thì lâu lâu em muốn lên cộng tơ, em tách ra, bắt đầu là em dưỡng, em ổn định rồi bắt đầu chia sẻ cho anh em. Rồi, No Name Thuận này giá rẻ rẻ thôi, 279k, 279k cho cộng No Name Thuận. Anh em nào thích sưu tầm cộng này thì cứ liên hệ em nha. Rồi thì hôm nay em Út đã lên cho anh em 5 chậu, thì gồm có cây Blue Star, cây Rồng Lửa, Long Xiên, cây Huyết Long, đặc biệt là cây Huyết Long nha, cây CR4 và cây No Name Thuận. Anh em thích sưu tầm chậu nào thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em, thì bắt đầu tận tầm mùng 10, mùng 10 là bắt đầu em sẽ gửi cây cho anh em nha. Rồi thì hôm nay cũng nhân ngày mùng 5 Tết thì em chúc cho gia đình ta thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha. Chào tạm biệt anh em.